Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tiếp theo khi thực hiện móc một chiếc ví, chiếc bóp cầm tay nhé, hoặc là còn gọi là cà lốt. Khi mà mình móc được một chiều dài là 24 cm này, 24 cm, và chiều ngang của mình là 19 cm, thì bây giờ mình sẽ đi viền cái tấm này nhé, hoặc là các bạn sẽ đo miếng mình móc vào chiếc phôi ví giống như thế này, nó còn khoảng cách như thế này thì mình sẽ đi viền. Tại vì mình móc hai họa tiết này mặt trái mặt phải nó đều giống nhau nên các bạn sẽ chọn. Chọn mặt nào đẹp. Thì các bạn sẽ làm mặt phải. Kết thúc hàng thì các bạn cũng lên một mũi bính. Sau đó các bạn móc viền bằng một hàng mũi đơn cho mình nhé. Mỗi một chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Các bạn cứ tương tự như vậy, viền hết bằng mũi đơn cho tới cuối hàng nhé. Tương tự như vậy các bạn sẽ viền tới cuối hàng cho mình nhé. Tới phần góc này, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi đơn và cùng một chân mũi ở góc. Sau đó các bạn lại viền mỗi một chân móc là một mũi đơn cho mình nhé. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ viền cho tới hết hàng. Và cứ tới phần góc thì các bạn sẽ móc cho mình hai mũi đơn vào chung một chân, thì để phần góc nó được bo như thế này. Sau khi viền xong bằng một hàng mũi đơn thì các bạn sẽ viền thêm cho mình một hàng nữa vào nửa cạnh móc phía bên trong để mình tạo thành một đường viền như thế này. Thì phần thân túi của mình nó sẽ đẹp hơn, khi mà mình ráp và nó sẽ có một đường viền nó sẽ đẹp hơn nhé. Nhìn chiếc ví cầm tay của mình nó sẽ mềm mại hơn.
phần viền này cũng tương tự như hàng trước thôi, chỉ có khác là mình sẽ móc vào nửa cạnh phía bên trong của mũi móc ở hàng trước, mà mình sẽ không móc hết vào cả mũi mà mình chỉ móc vào một nửa cạnh phía trong thôi. Nó sẽ tạo thành đường viền giống như thế này. Tương tự tới phần mũi của góc, các bạn cũng móc mình vào đây hai mũi đơn cùng một chân móc, sau đó ở hàng ngang các bạn lại móc bình thường, cứ mỗi một chân móc móc cho mình một mũi đơn. Nhưng mà lưu ý là mình chỉ móc vào nửa cạnh phía trong của mũi móc ở hàng trước, thì mình có một đường viền giống như thế này. Tương tự các bạn sẽ thực hiện hết vòng từ đây qua đây và kết thúc ở đây cho mình nhé. Sau khi đã viền xong miếng thân móc thì bây giờ các bạn sẽ khâu vào phần khâu ví nhé. Thì sau khi mà viền xong thì các bạn sẽ sử dụng cái dây, cái sợi này để mình khâu luôn. Và ở đây mình sẽ sử dụng kim khâu len. Mình sẽ khâu vòng từ đây qua tới đây, sau đó sẽ vòng qua thân này, vòng qua đây và vòng qua đây để kết thúc.
Các bạn cứ khâu lựa theo mũi móc á, nếu mà mũi móc mình sẽ khâu một mũi. Khi móc thì các bạn sử dụng sợi móc, mình khâu luôn thì phần khâu của mình nó sẽ không bị lộ. Tới phần uốn cong này các bạn cũng khâu tương tự nhé, nhưng mà mình sẽ lựa để mình khâu, tại vì phần góc này nó hơi khó.
bạn xoay vòng từ bên đây qua tới bên đây. Khó nhất là cái đoạn góc này thôi. Phần góc này các bạn lựa kim nhé. Tương tự các bạn cũng khâu phần ngang.
giống như phần bên hông của chiếc ví nhé. Các bạn nhớ kéo cho miếng móc của mình nó được đều, mình căng cho đều sau đó mình hãy khâu nhé. Sau khi khâu xong thì mình đã hoàn thành được một sản phẩm xuất xứ cầm tay giống như thế này. Sau đó các bạn sẽ gắn dây đeo vào nhé. Bây giờ mình sẽ đưa mình cho thẻ vào đây. Giấy tờ mình có thể để ở đây.
Thế với lại không thừa. Chơi bó này mình có thể đựng được rất là nhiều đồ. Thì đây là sản phẩm mà mình đã hoàn thành. Sợi bọc kim tuyến rất là lấp lánh nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các mẫu hướng dẫn tiếp theo. Tạm biệt các bạn.